Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục Quốc phòng Toàn dân hôm nay, xin chuyển tới quý vị và các đồng chí một số tin hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian qua. Cuối chương trình là phóng sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai thực hiện tốt cuộc vận động 50. Chi tiết các nội dung trên sẽ được chuyển đến quý vị và các đồng chí ngay sau đây. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Thực hiện quyết định của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về việc điều động bổ nhiệm chức vụ cán bộ Đại tá Vũ Kim Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2. Đại tá Phạm Hùng Hưng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bổ nhiệm chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 và đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Vũ Kim Hà đối với sự phát triển của tỉnh nói chung và công tác quân sự quốc phòng của địa phương nói riêng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong chúc mừng Đại tá Vũ Kim Hà và Đại tá Phạm Hùng Hưng được Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 tin tưởng bổ nhiệm giao nhiệm vụ mới. Mong muốn hai đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực công tác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo và triển khai các nội dung biện pháp xây dựng Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng mà cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng giao phó. Đại tá Vũ Kim Hà và Đại tá Phạm Hùng Hưng đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng quân khu 2 đã tin tưởng bổ nhiệm giao nhiệm vụ công tác mới và hứa sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trung sức, trung trí, trung lòng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu và các cơ quan quân khu. Tại buổi làm việc, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã báo cáo chi tiết mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu đã ghi nhận đánh giá cao mọi công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ quân sự tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, đảng bộ quân sự tỉnh cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị từ hệ thống văn kiện phải hết sức chú đáo đúng tầm kết quả tín nhiệm tại đại hội phải thực sự mẫu mực tỷ lệ trúng cử phải cao thể hiện rõ tinh thần đoàn kết tập thể nội dung các tham luận tại đại hội phải đảm bảo yếu tố ngang tầm với đại hội các vị trí diễn ra đại hội và khu vực trưng bày phải bảo đảm chất lượng kỹ thuật mỹ thuật về công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cần chỉ đạo hướng dẫn cụ thể phương pháp cách thức tổ chức thực hiện và giải quyết những khó khăn vướng mắc góp phần quan trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ. Cùng với đó là tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh, bảo đảm tiêu biểu mẫu mực sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin của Đảng bộ, của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Trước đó, đoàn công tác quân khu đã tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Doanh trú tại thôn Hồng Giang, thăm ông Trần Văn Huynh, thương binh hạng 3 trên 4, thôn Hồng Hà, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Phó Chính ủy đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn các gia đình liệt sĩ đã hy sinh những người con anh hùng, không tiếc máu xương chiến đấu hy sinh để giành độc lập cho nước nhà. Đồng thời mong muốn hai gia đình tiếp tục sẽ là tấm gương sáng để con cháu và nhân dân học tập. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hiện đang quản lý và sử dụng một khối lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật với nhiều chủng loại do nhiều nước sản xuất. Tình trạng kỹ thuật và tính đồng bộ của vũ khí trang bị kỹ thuật đang xuống cấp do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, môi trường và niên hạn sử dụng, dẫn đến nguy cơ mất an toàn ngày càng cao. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của cuộc vận động 50 quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động mang lại nhiều kết quả thiết thực. Với chức năng là tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác kỹ thuật, những năm qua, phòng kỹ thuật luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tới 100% cán bộ nhân viên đảm bảo đội ngũ này luôn có phẩm chất tốt, trình độ chuyên môn khá, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện tốt ba khâu đột phá, bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, công tác củng cố cơ sở kỹ thuật, kho trạm, các hoạt động như tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, hoạt động của năm thanh niên với chủ đề Ngày hội thanh niên quân đội với văn hóa giao thông qua đó tạo tiền đề cho mọi cán bộ chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật nâng cao nhận thức, quyết tâm ra sức tu dưỡng, học tập rèn luyện, xây dựng ngành kỹ thuật ngày càng vững mạnh, hoạt động công tác kỹ thuật đi vào nền nếp chính quy. Đơn vị thường xuyên làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tân trang vũ khí trang bị. Phấn đấu đạt cái hệ số bảo đảm và hệ số kỹ thuật cao nhất. Sẵn sàng cấp phát, tiếp nhận khi có lệnh, ưu tiên cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị thường xuyên Luyện tập thành thục các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị, các phương án phòng chống cháy nổ, cứu sập để xử trí tốt các tình huống có thể xảy ra. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, phòng kỹ thuật đã tham mưu tốt cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo, ra nghị quyết chuyên đề để tổ chức lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả, kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động 50 chặt chẽ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến các đơn vị trực thuộc. Tổ chức bảo đảm kịp thời đồng bộ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của lực lượng vũ trang tỉnh. Phòng kỹ thuật đã cử nhiều đoàn cán bộ xuống kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí đạn sẵn sàng chiến đấu tại các cơ sở dân quân và các đơn vị trực thuộc. Qua đánh giá, công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật ở các cấp đã được duy trì thành nền nếp, hệ thống sổ sách thống kê đảm bảo đúng quy định công tác đăng ký thống kê, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật luôn được kịp thời, chính xác. 100% vũ khí trang bị kỹ thuật của ngành được đăng ký, quản lý số hiệu, nước sản xuất, nguồn gốc chủng loại, tình trạng kỹ thuật. Trong những năm qua thì đơn vị đã tổ chức và quán triệt đầy đủ các công tác về công tác sửa chữa và công tác bảo dưỡng đối với các đi bảo dưỡng của các đơn vị cũng như là bảo dưỡng sửa chữa tại trạm sửa chữa với trên công vị là đơn vị là bảo đảm về công tác kỹ thuật thì đơn vị sẽ tiếp tục làm công tác tham mưu cho đảng ủy và thủ trưởng phòng kỹ thuật về công tác bảo dưỡng sửa chữa để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Cùng với đó, những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều biện pháp ngăn ngừa và ngăn chặn tai nạn giao thông, Tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ các văn bản chỉ thị của nhà nước, quân đội, chỉ thị của tư lệnh quân khu, bộ chỉ huy quân sự tỉnh về công tác bảo đảm an toàn giao thông, tổ chức học luật giao thông đường bộ cho 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Các đơn vị đã chủ động đầu tư kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cao chất lượng phương tiện, duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm định các phương tiện khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm và các quy định an toàn khi tham gia giao thông các đơn vị đã chấp hành nghiêm các chỉ thị quy định về tiết kiệm điện năng, tiết kiệm xăng dầu. Trong quản lý sử dụng đã xuất hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần để nâng cao chất lượng, tuổi thọ, độ bền trang bị kỹ thuật và tăng thời hạn, chu kỳ, bảo dưỡng, sửa chữa niêm cất, đồng bộ, thực hiện triệt đề các biện pháp thực hành tiết kiệm. Cơ quan kỹ thuật luôn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nghị quyết của quân ủy Trung ương, về thực hiện công tác kỹ thuật trong tình hình mới, thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của quân khu, trong đó tập trung bảo đảm tốt, đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh và bộ đội, bộ chỉ huy biên phòng tỉnh. Chúng tôi duy trì nghiêm các cái chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, từ đó mà hệ số kỹ thuật, hệ số bảo đảm, trang bị được giữ vững, kho tàng, trạm xưởng thường xuyên được củng cố, vũ khí trang bị được quản lý chặt chẽ không để xảy ra mất mát cháy. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện cuộc vận động 50 đi vào nền nếp có chiều sâu. Qua đó đã nâng cao được nhận thức, ý thức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ chiến sĩ, góp phần quản lý tốt chất lượng số lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ sau.